Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây trong chương trình Dòng Ải Dòng Ai tập 6 mùa 4 đã gây chú ý bởi sự có mặt của bộ đôi gia đình hoa dâm bụt là Đức Phúc và Eric. Tại đây thì giọng ca hết thương cặn nhớ Đức Phúc đã liên tục bị hai nghệ sĩ hài là Trấn Thành và Trường Giang trêu chọc vì chuyện ít có kinh nghiệm yêu đương. Thế nhưng trong một khoảnh khắc trêu đùa thì không ít khán giả đã phải lên án chỉ trích Trấn Thành thiếu suy nghĩ vì đã nói mai mối Đức Phúc cho Minh Béo. Trong chương trình Giọng Ải Giọng Ai, Đức Phúc đã liên tục bị hai nghệ sĩ hài là Trấn Thành và Trường Giang trêu chọc vì chuyện ít có kinh nghiệm yêu đương. Khi bị chê thì Đức Phúc bối rối khẳng định mình từng có người yêu khiến cả khán giả lẫn ban bình luận đều bất ngờ. Tuy nhiên, Trấn Thành vẫn tỏ ra không tin và ra sức mai mối Đức Phúc với anh Đức và Lê Giang khiến nam ca sĩ chỉ biết thẹn thùng cười. Cuộc đối thoại hài hước này khiến người xem vô cùng thích thú, thế nhưng không dừng lại ở đó. Trong clip phía sau hậu trường được chia sẻ từ nhà sản xuất tung ra, Trấn Thành còn gắn ghép thêm cho Đức Phúc với một người khác. Nhân vật này lại có quá khứ bất hảo, đó chính là Minh Béo, người từng bị bắt tại Mỹ vì tội ấu dâm khiến cho dư luận nước nhà cũng như quốc tế vô cùng phẫn nộ. Cụ thể khi bị đàn anh trêu chọc, "Này Phúc ơi, anh giới thiệu cho em anh Minh Béo nhé." Đức Phúc chỉ biết cười trừ, "Thôi anh Thành." Trấn Thành vẫn tiếp tục, "Không chịu à, em làm sao thế, trải nghiệm thế mới sướng, anh Minh Béo lợi dụng trẻ con." Ngay lập tức thì đoạn clip hậu trường này đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Ai cũng biết Trấn Thành là một nghệ sĩ hài, thích pha trò với đồng nghiệp, nhưng câu nói đùa lần này với Đức Phúc có phần hơi quá lố và khiến nhiều người khó chịu. Không ít khán giả chỉ trích nam danh hài thiếu suy nghĩ khi mang vấn đề từng bị cả xã hội lên án ra cợt nhả, khiến đàn em rơi vào tình huống khó xử. Bên cạnh đó cũng có ý kiến bênh vực cho rằng chuyện các nghệ sĩ đùa vui với nhau trong giờ nghỉ giải lao là chuyện hết sức bình thường, không nghiêm trọng đến mức phải lên án. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ như thế nào về câu nói đùa của Trấn Thành thì đừng quên comment ở dưới để cho chúng mình cùng được biết nhé. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày. We'll be right back.